Mail cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mới có đặt hàng một cái cây sào các bạn, để mà mình cái móc á, mình kéo lục bình á, với lại cái hộp cửa công. Thì hôm nay mình mới vừa đi làm về xong, mình sẽ mở cái cây thử nha các bạn, cái sào thử nha, để coi bên trong nó sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn cùng với mình mở ra nha. Ở đây mình đã cướp nè. Quắn rất là kỹ luôn các bạn. Thì hồi sáng mình đi làm á, mình nhờ em nó lấy giùm, nên tối về sẵn tiện mình mở hộp cho các bạn xem luôn, cho các bạn cùng xem thử nó như thế nào các bạn, xem thử coi nó có đúng như là cái hàng mà mình đã đặt hay không. Cái này nó cái sào này rẻ thôi các bạn, cái sào có trăm mấy ngàn, này nó bằng inox rồi các bạn nè. Mở ra thấy sáng nè. Để mình một là mình tiện để mình kéo một bình vô câu cá, còn hai nữa là mình không có kéo bình á, mình gắn vô trong cái đầu vợt á, mình vợt cá nó dễ các bạn. Để trong ngày đó câu cá to thì không có vợt thì sẽ cũng tiếc lắm các bạn. Tại vì cái cán vợt của mình nó bị hư các bạn đó, mình không muốn mua cái mới nên mình đã đặt cái cây này đó, này giờ sẽ mở ra nè, rất là dài các bạn, cây này nó tới 4,5 mét lần đây các bạn. Này là đây là cái móc để mình cái bầu á, mình kéo lục bình vô đó nè. Mình đặt thêm một cái hộp lửa câu Chinu số 5. Cái này nó chỉ có 40k thôi các bạn nè. Nè. Thì mình không biết mở sao đây. À mở thế này. Nè các bạn, cái câu đã chưa? Lưới câu sắt đó các bạn ơi. Nè. Rất là mỏng luôn nè. Lưới câu sắt đó các bạn ơi. Đó. Số 5 này mình câu cá 5-7 kg, chục kg đâu vô tư luôn các bạn ơi. Tha hồ luôn. Nè. Sắt các bạn ơi. Lưới câu này nó khó xét lắm. Một hộp như thế này là 50 lưỡi, chỉ có 40 ngàn thôi, rất là rẻ luôn các bạn nè. Đó. Đây là cái nhân vật chính. Đây các bạn, 4 mét. Kỹ nha, nè. Con số 4 nè. Đó, nè, 4 mét. Đó, đây. Quay tàn cảnh cho các bạn xem luôn nè. Chúc nha các bạn. Cái này mình lôi được bình được cá thôi, nó khó luôn nha. Dằn ngược cái tay này qua đây nè, tay gây coi kiện tay nè, có gì nè, nó sẽ ăn vô khớp. Này các bạn nè, như đó là đóng không nè, dằn ngược lại nó ăn vô khớp, nó không có bị tuột nữa. Nè, đó dằn ngược tay nè, thằng vô, đó, nó ăn vô khớp. Dài các bạn 4 mét luôn các bạn ơi. Nè, nó chỉ tao hồ luôn, được cái nó bằng inox các bạn nè, nó dễ. Rồi bây giờ cái phần cuối cùng là mình sẽ bây giờ mình sẽ đi lấy cái vợt mình gắn vô thử coi cái đầu này nè. Cái đầu này nó có vườn các bạn. Các bạn nè, cái cây này mình mua của shop của anh Vĩnh Long á các bạn nè, đồ câu Vĩnh Long á, chỉ có 80k cái cây 4 mét như thế này thôi, rất là rẻ luôn đó. Tại vì mình mua một cái vợt của nó chiếm hết là 178, mua cái cây này không 4 mét này, nó chỉ có 80 ngàn này. Quá rẻ luôn các bạn.
Ồ, tình gì không mua. Đó, mình mua cả cái cây này, cái đồ móc này và cái hộp nước câu này, cả tiền ship luôn, chỉ có 200. Rất là rẻ luôn các bạn. Các bạn, bây giờ mình sẽ đi lấy cái vợt để mình thử cái đầu, thử cái vừa các bạn. Mai câu cá mình sẽ vợt mình thử cho các bạn xem. Đây các bạn, cái vợt này mình nó bị gãy cán nó cũng được gần năm rồi, vài tháng rồi đó nè. Bây giờ chỉ cần mình thử coi nó có vừa cái đầu không. Vừa đầu là ok luôn, cỡ nào cũng cho. Thay vì đó, một công hai chuyện rất tiện lợi. Một lần có thể kéo dùng cái móc này nè, mình kéo một bình vô, hai nữa mình gắn vô cái cây cái này cái sào này để mình vợt cá đó, vợt xa khi cá nó vô các bạn. Mình cũng thử nha, cho nó có vừa không nha các bạn. Vừa y luôn các bạn ơi, vừa khích luôn. Đã các bạn ơi, tuyệt vời chưa nè. Cái vợt chặt á luôn bạn ơi. Đó nè, như vậy là có ngay một cái vợt ra giật cá rồi đó, tỏa hồ luôn. Đó nè, tùy loại dài đã các bạn nè, cái vợt 4m luôn đó nè. Hay là các bạn dùng cái ra vợt này nè, tối các bạn có đi bắt bẫy cút mấy chim rồi đó nè, các bạn thấy giật xuống nè, giật xuống nè, đã các bạn nè, dài út chỉ luôn nè. Ôi, 4m. Nói chung là 4m nó cũng không nặng như mấy các bạn nha. Cái gì nặng gấp 3 lần cái cần câu đất của mình á. Tại vì chất liệu nó bằng inox á, không có ai biết được, rất được. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây, tại vì cái đầu vợt này nè, mình để lâu rồi á, mình không có xài tới á, nên nó bị xét cái đầu quá, nên mình dặn dặn ra dặn vô nè, nó cũng hơi hơi khó một tí, nhưng mà không sao. Đó. Đây. Bạn dùng này để bạn kéo móc cái lục bình tròn ổ á, các bạn câu cá ổ á, hoặc là lục bình nó trôi á, các bạn có thể bẻ kéo nó vô để cho tiện lợi các bạn câu lăn xê hoặc là câu đơn đài các bạn nè. Cái tiện lợi nè, các bạn chỉ việc dặn vô thôi nè, giữ đầu dặn cây vô thôi. Đây các bạn, tiện lợi các bạn, giống như là cái bộ cào nè, bằng cào móc nè, cào móc vô nè, cào móc vô nè, nó tiện lợi không đó. Mình cũng dự tính mua cái cây này rất là lâu rồi, nhưng mà mình trước mình hết tiền. Bây giờ mình có một ít, mình sẽ mua cây này để dành để mình xài cho nó lâu tiện đó. Tại vì bây giờ cái cây này làm nhiều thứ lắm, các bạn có thể cào lục bình để mình câu cá ổ, hoặc về nhà các bạn có thể móc cho mua cái đầu liềm á, buộc vô đây để các bạn giật cây luôn đó. Mình ngắn khúc cái tiện lợi cho khi tới các bạn cứ thấy ra kéo mở nó ra, các bạn giật giật cành lá dây ăn hoặc là đủ các thứ đó các bạn luôn, thoải mái luôn đó các bạn này. Rất là tiện lợi luôn các bạn này đó. Xong rồi các bạn gì tháo ra là bỏ vô trong cái giỏ đồ nghề của mình thôi đó. Như vậy là có ngay có dụng cụ để ta lên thành đây, quá ok luôn các bạn ơi. Đấy, còn về cái lưỡi câu này á, là về biết sao mình thích cái lưỡi câu này. Cái lưỡi câu rất là sắc đó nha, rất là sắc, rất thích lưỡi câu này đó các bạn à. Mình đã mua hộp cái có 40.000 thôi, xài số 5 có 50 lưỡi thôi, nó xài hộp này xài cả năm luôn
thoải mái luôn, con là C. Rồi, ok cho các bạn. Thì hôm nay mình review cái cây sào, cây sào để móc lục bình hoặc là có thể thay thế đầu vợt đó. Và mình hộp lưỡi câu chino số 5 để ta câu cá, kết quả là thành công đó các bạn. Rồi, các bạn xem video đừng nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.